ngày 9 tháng 5, Tập đoàn Liên minh đã tổ chức buổi hội thảo với chủ đề Phát triển du lịch, cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp lựa hành Việt Nam và Ấn Độ tại quần thể khu du lịch Pini, Đà Lạt. Ông Madan Mohan Sethi, Tổng lãnh sự Ấn Độ tại Việt Nam và các đoàn doanh nghiệp du lịch lựa hành đến từ Ấn Độ đã đến dự. Cùng dự còn có lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh, đại diện câu lạc bộ kết nối doanh nhân quốc tế và Việt Nam lãnh đạo huyện Lạc Dương và các doanh nghiệp du lịch lữ hành trên địa bàn tỉnh. Tại hội thảo đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Đồng và đại diện Ủy ban nhân dân huyện Lạc Dương giới thiệu sơ lược tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và địa phương, những thế mạnh của du lịch Lâm Đồng Đà Lạt và bày tỏ mong muốn có thêm nhiều đoàn du khách từ Ấn Độ đến tham quan nghỉ dưỡng tại Đà Lạt, Lạc Dương và Lâm Đồng nói chung các đại biểu của các công ty du lịch lữ hành cũng đã chia sẻ đưa ra nhiều giải pháp trong việc xúc tiến du lịch để từng bước đưa du khách từ ấn độ qua việt nam đến đà lạt và đưa du khách việt nam trong đó có du khách lâm đồng sang du lịch tại ấn độ nhiều ý kiến đưa ra đề nghị ngành chức năng hai quốc gia cần xem xét tiến đến mở đường bay trực tiếp từ cảng hàng không liên khương nối lâm đồng đà lạt với các sân bay lớn của ấn độ và ngược lại trao đổi thảo luận về việc phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa thường niên giữa hai nước Tổng lãnh sự Madan Mohan Sethi cam kết sẽ tạo điều kiện cấp thị thực nhanh nhất cho du khách Việt Nam khi du lịch Ấn Độ, đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai các giải pháp nhằm tạo đột phá trong lĩnh vực du lịch, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác, qua đó quảng bá hình ảnh, đưa các sản phẩm du lịch độc đáo đa dạng của du lịch Việt Nam và Ấn Độ đến với du khách trong và ngoài nước. Trong dịp này, Công ty cổ phần đầu tư phát triển du lịch Pini đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác kinh doanh với các doanh nghiệp du lịch Ấn Độ và câu lạc bộ kết nối doanh nhân Việt Nam và quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh. Tổ chức kỷ lục châu Á cũng đã trao chứng nhận quân thể khu du lịch Pini xác lập kỷ lục châu Á với hạng mục công trình quỹ hiền lương được lấy cảm hứng thiết kế từ điển tích dân gian của người bản địa Tây Nguyên.